Bài thi chúng ta nhìn vào một thông tin được chia sẻ bởi Decrypt ngày hôm nay. Thì Decrypt chia sẻ đó là khi mà họ phỏng vấn, tổng cộng đó là các bạn thấy được phỏng vấn này cũng không có nhiều người, tổng cộng là các bạn thấy là phỏng vấn là 50 người quản lý quỹ đầu tư và 50 người đầu tư với số lượng lớn, có nghĩa là institutional investor, đó những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thì chỉ 100 người thôi, nhưng mà những người này, tổng cộng 100 người này đó là họ quản lý cái số tiền lên tới là 110 tỷ đô la. Và những người này là những người mà sống ở nước Đức, ở nước Switzerland, ở nước Hoa Kỳ và ở nước UK, có nghĩa là ở nước Anh. Thì dựa theo thống kê 100 người này thì cho thấy được là 85% nói là nếu như họ đã giữ Bitcoin thì họ có ý định là mua thêm. Các bạn thấy được lúc nào cũng như vậy, các bạn cũng như vậy mà thôi. Chúng ta thấy được là khi mà các bạn mới bắt đầu tham gia vào thị trường crypto này để thì các bạn mua cái số lượng nhỏ để xem coi như thế nào. Nhưng mà các bạn thấy được là khi mà các bạn đã hiểu biết về thị trường này thì hầu như các bạn chỉ nghĩ tới thị trường này mà thôi. Cho nên rất nhanh chóng, không phải là một điều gì mà quá bất ngờ một người bắt đầu đầu tư số lượng nhỏ, mà trong thời gian chỉ vài tháng thôi, cái số lượng mà họ đầu tư vào thị trường crypto này đã tăng lên rất là nhiều, trở thành một cái phần lớn hơn. Thì đây là sự kiện không chỉ riêng là xảy ra ở trong những nhà đầu tư riêng lẻ, mà các bạn thấy được những nhà đầu tư lớn cũng vậy mà thôi. Họ bắt đầu là mua vào 1%, xem coi này như thế nào. Sau đó họ lại chuyển 2%, 3%, 5%. Cho nên rất nhanh chóng các bạn thấy được là những nhà đầu tư, nếu chúng ta không có thêm những nhà đầu tư mới tham gia vào để mà thu mua số lượng lớn, thì những nhà đầu tư cũ cũng sẽ từ từ thu mua thêm. Đây là một trong những dẫn chứng các bạn thấy điều này có thể xảy ra. Và chúng ta thấy được là tại sao lại là không. Chúng ta nhìn vào cái bảng thống kê này đi. Chúng ta thấy được đây là bảng thống kê đó từ tháng 12 của năm 2012 đến tháng 12 của năm 2020. Thì trong khoảng thời gian này, chúng ta thấy được là một cái quỹ đầu tư, nếu như mà quỹ đầu tư thông thường đó là 60% là cổ phiếu, 4% là trái phiếu đó, thì trong khoảng thời gian là 8 năm qua thì họ có thể có cái sự tăng trưởng phần trăm là 124,4%, nhưng mà chỉ cần là họ có 1% Bitcoin thôi, nghĩa là họ 59% là chứng khoán, 1% Bitcoin và 4% trái phiếu, thì cái sự tăng trưởng của họ trong vòng 8 năm qua đã lên tới 146,4%. Và nếu như họ có 3%, nghĩa là 57% chứng khoán, 3% Bitcoin và 4% trái phiếu, thì cái sự tăng trưởng của họ đã lên tới 196,6%. Có nghĩa là chỉ cần là họ chịu nguy hiểm một chút thôi, 1% hay là 3%, cái số lượng phần trăm tăng trưởng của họ trong 8 năm qua đã tăng lên rất là nhiều. Và các bạn thấy được chúng ta tính theo cái sự gọi là nguy hiểm đó, thì có thêm Bitcoin không tăng bao nhiêu. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào max drawdown, có nghĩa là nếu có thêm Bitcoin như là 1% hay 3% đó, thì mỗi lần thị trường đi xuống đó thì họ đi xuống cái số âm là bao nhiêu. Trước khi họ phục lại thì các bạn thấy được là cũng không có nhiều. Các bạn thấy là thậm chí khi mà có thêm Bitcoin 3% đó, thì cái phần trăm drawdown của họ trước khi họ phục lại là giảm đi 0,3% từ 21.6 xuống còn 21.3. Và những người mà quản lý quỹ đầu tư đó, và những người mà đầu tư, những nhà đầu tư đó, thì khi mà họ chọn lựa một quỹ đầu tư nào, họ sẽ nhìn vào cái danh sách là lợi nhuận trong một khoảng thời gian là 10 năm qua hay là 5 năm qua. Cho nên những con số này rất là quan trọng. Các bạn thấy được là những nhà đầu tư khác khi mà nhìn vào thì họ nghĩ là tại sao mà chúng ta lại không có mua 1% Bitcoin hay là 3% Bitcoin, cái nguy hiểm rất là thấp. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có những năm tốt thì các bạn thấy được là cái phần trăm lợi nhuận sẽ tăng như thế nào. Đây là một trong những cái tài liệu mình cảm thấy là rất quan trọng mà những nhà quản lý, những quỹ đầu tư sẽ quan tâm đến và sẽ tiếp tục dẫn đến cái sự hứng thú đến từ những nhà quản lý đầu tư của Forward. Chúng ta nhìn vào một thông tin khác đi, các bạn thấy được là Anthony Scaramucci thì nói là hiện bây giờ đó chỉ có quan tâm đến Bitcoin mà thôi. Và đương nhiên đây là người mà trước đây đã làm việc cho cựu tổng thống Donald Trump, cũng như là bây giờ là người mà đang chạy quỹ đầu tư Skybridge, quỹ đầu tư mà bây giờ cũng đã có Bitcoin trong đó. Và các bạn thấy được là Anthony Scaramucci thì chỉ quan tâm đến Bitcoin, và ngay cả các bạn thấy được là một số người bây giờ lên trên đài truyền hình lớn đó thì liên tục thúc đẩy Bitcoin. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là những người như là Anthony Pomliano hay là Scaramucci là những người mà rất tốt, cũng như là Michael Saylor là những người rất tốt để mà quảng bá thị trường crypto này. Trước đây chúng ta cũng có những người mà rất là hiểu về thị trường này, nhưng mà hầu hết là không phải là những người đến từ Forward, cũng như là những người mà trước đây tuy là họ có thể là ăn nói lưu loát, nhưng mà họ là những người mà có cái suy nghĩ cũng như là quá chú tâm về mặt công nghệ, cho nên các bạn thấy là rất khó để mà truyền đạt lý do tại sao mà cần nên đầu tư vào Bitcoin. Không giống như là những người bây giờ như là Anthony Scaramucci hay là Anthony Pomliano. Bạn thấy được là đây là những người mà thường lên trên nhà truyền hình lớn như là CNBC để mà chia sẻ một cách
mà dễ hiểu nhất đối với những nhà đầu tư là tại sao cần phải đầu tư vào Bitcoin, không phải là vì công nghệ blockchain hay gì hết, mà là vì cái sự lợi nhuận có thể có là bao nhiêu và tại sao Bitcoin sẽ là một trong những vật mà nhiều người muốn sở hữu, có thể khiến cho giá cả tăng lên. Đây là điều mà chúng ta đã thấy xảy ra trong vòng mấy tháng qua và những người này sẽ liên tục lên trên đài truyền hình. Và lý tại sao mà họ chỉ ủng hộ Bitcoin, tại vì họ muốn tất cả những người lên trên đài truyền hình chú tâm đến một mảng đầu tư duy nhất của thị trường crypto này là Bitcoin, để cho có thể là có cái sức thu hút nhiều hơn. Khi mà nếu một người này lên trên đài truyền hình nói Bitcoin, người kia lên trên đài truyền hình nói về Ethereum, người nọ lên trên đài truyền hình nói về Binance Coin, thì mà điều nó sẽ rất là loãng. Những người mà chưa đầu tư vào họ sẽ cảm thấy rất là khó hiểu, cũng như là họ sẽ cảm thấy là nghe nói tới Bitcoin khan hiếm, nhưng mà bây giờ lại có những đồng như là Ethereum hay là Binance Coin hay là Cardano hay là Bitcoin Cash vân vân. Họ sẽ cảm thấy phân tâm, tại vì họ chưa hiểu về thị trường này, những đồng này khác nhau như thế nào, tại sao Bitcoin rất khác so với những đồng khác, và tại sao Ethereum lại khác đối với lại Binance Coin. Cho nên nếu như mà tất cả mọi người đều đồng lòng nói Bitcoin thì những người mà chưa đầu tư họ sẽ dễ hiểu hơn. Và chúng ta thấy được đó là cái sự hứng thú liên quan tới Bitcoin đến từ nhà đầu tư lớn không chỉ phản ảnh qua lời nói của họ, qua những thông báo mà các bạn thấy rất rõ ràng là chúng ta thường nhìn vào cái biểu đồ là còn bao nhiêu Bitcoin trên sàn giao dịch thì chúng ta thấy được là chỉ đi xuống mà thôi, nghĩa là càng ngày càng ít Bitcoin có mặt trên những sàn giao dịch hơn. Tại vì sao? Tại vì đã được mua và được đi vào những cái ví chưa lạnh, được đẩy ra khỏi sàn. Đây là cái biểu đồ chúng ta thường hay xem xét. Cái đường màu đỏ này cứ đi xuống và đi xuống mãi trong vòng cả năm qua. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về Ethereum đi. Thì đối với lại Ethereum đó, thì bài được là Vitalik Buterin đã đưa ra một cái lời phát biểu. Đây là một điều đã được chia sẻ ngày hôm qua bởi CoinTelegraph, nói là Vitalik Buterin tin tưởng là giải pháp roll-ups, và bây giờ là giải pháp roll-up chúng ta nói tới là Optimism Roll-up. Có nghĩa là nói cách đơn giản đó, để các bạn hiểu là bây giờ Ethereum đang gặp sự cố, là Ethereum đang bị tắc nghẽn tại vì cái mạng lưới không giải quyết được nhiều giao dịch, khiến cho là nhiều người sử dụng dẫn đến là mạng lưới tắc nghẽn. Và lưới tắc nghẽn nghĩa là sao? Nghĩa là người ta phải trả phí rất cao để có thể giao dịch trên mạng lưới của Ethereum để sử dụng những cái ứng dụng. Đây là một điều mà đương nhiên là nhiều người đang phàn nàn. Nhưng mà bây giờ đây đương nhiên là trong thời gian dài hạn đó, Ether sẽ chuyển qua thành hệ thống Proof of Stake, cũng như là Cardano, cũng như là những đồng khác. Nhưng mà các bạn thấy được là phải tốn một số thời gian, tại vì bây giờ là Ether 2.0 vẫn đang được triển khai. Và đương nhiên chúng ta nói là Proof of Stake, nhưng mà Proof of Stake cũng có nhiều loại Proof of Stake khác nhau. Cái loại mà Ethereum đang kích hoạt ra sẽ khác đối với Cardano, sẽ khác đối với lại EOS v.v. Cho nên cần một thời gian để có thể là giải pháp của Proof of Stake có cái giải pháp gọi là sharding. Sharding có nghĩa là chia những cái dữ liệu ra thành những cái phần nhỏ để mà xử lý song song với nhau để cho tăng tốc độ lên. Thì khi mà có sharding rồi thì mạng lưới Ether sẽ rất là nhanh, nhưng mà phải cần thời gian ít nhất là cả năm hay là năm rưỡi mới có thể có được. Thì nhiều người nói là bây giờ mà phải chờ tới cái năm rưỡi sau thì quá lâu, bây giờ Ether cần phải có một giải pháp nhanh chóng. Thì Vitalik nói là một chuyên giải pháp bây giờ đó có thể nhanh chóng có, sẽ được kích hoạt vào tháng 7, đó chính là giải pháp Roll-up. Đây là một cách hiểu đơn giản là đây là cái giải pháp tầng 2 của Ether, có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng, giả sử như các bạn sử dụng Uniswap đi, thì những cái giao dịch các bạn có thể được xử lý ở tầng 2 của Ethereum. Sau đó những giao dịch đó sẽ được gói lại với nhau, giống như là nhiều dịch gói lại thành một giao dịch, sau đó được xử lý bởi mạng lưới chính thức. Thì điều này sẽ làm tăng tốc độ của mạng lưới Ether lên 100 lần. Và bây giờ đó thì giải pháp Roll-ups này của Optimism sẽ thành công trong vòng vài tuần tới đây. Và chuẩn đoán là sau thành công nó sẽ được đưa lên trên mạng lưới chính thức của Ether trong tháng 7. Có nghĩa là chỉ cần chờ đợi trong khoảng thời gian là 4 tháng nữa thôi thì sẽ có giải pháp này ở trên mạng lưới của Ethereum, và cùng thời điểm đó cũng sẽ có EIP-1559, cái giải pháp mà sẽ đốt đồng Ether mỗi lần mà giao dịch. Thì đương nhiên điều này chúng ta đã nói tới rất nhiều, đây là một trong những điều có thể dẫn đến giá cả của Ether tiếp tục tăng trưởng mạnh. Nhưng mà vì một lý do nào đó, đây là những thông tin rất là tốt, nhưng mà các bạn thấy được giá Ether thì vẫn hầu như là không có sự phản ứng mạnh, cho nên thường vẫn nghĩ là có một cái gì đó không đúng đối với giá của Ether. Tại sao mà nhiều thông tin tốt mà giá vẫn ở mức là 1847? Đáng lý đâu giá đã có sự phát triển rất mạnh rồi. Thường chỉ có thể nghĩ là có một ai đó không có muốn giá Ether tăng trưởng mạnh. Vì lý do gì? Thường nghĩ là có thể là có nhiều người vẫn muốn tiếp tục tích lũy nhiều Ethereum. Đây là điều mà Thường muốn chia sẻ các bạn liên quan tới Ethereum. Chúng ta bây giờ hãy nói về NFT đi. Tại vì Thường cũng đã nói về NFT trong cái khoảng thời gian là vài cái video vừa qua. Thì một số bạn comment bên dưới thường cũng thấy là cũng có một số những cái suy nghĩ cũng rất là thú vị. Tại vì các bạn thấy được là NFT thì chúng ta nói tới bây giờ đã cơn sốt NFT, có nghĩa là những cái token sưu tầm đại diện cho những cái vật chất thật, như là các bạn thấy được là cái token
đại diện cho một cái tranh ảnh, hay là thậm chí các bạn thấy là cái token làm đại diện cho một cái hình ảnh trên mạng, thì nhiều người cảm thấy là quá ảo. Tại sao các bạn lại bỏ ra quá nhiều tiền để mà mua một cái token làm đại diện cho một cái vật, có thể là vật đó là vật thật ngoài đời, hay là vật đó chỉ là một cái bức tranh, một cái video ngắn trên mạng lưới mà thôi. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái hình đó thì các bạn có thể cảm thấy là NFT thì cũng khá vô lý, nhưng mà cái sự ảnh hưởng của NFT sau này đó thì cũng có thể rất lớn. Tại vì các bạn nghĩ đi, có thể là NFT bây giờ các bạn thấy là đi mua những cái vật ở trên mạng đó thì cảm thấy là không có nhiều giá trị, nhưng mà các bạn cứ nghĩ nếu như mà NFT được sử dụng cho những công ty để mà họ mua logo, họ mua những bản quyền thì rất có giá trị. Bây giờ các bạn thấy được là mỗi lần mà các bạn sử dụng bất cứ bản quyền nào, như là một bài hát hay là một cái tranh ảnh, một đoạn phim, thì các bạn cần phải đi xin phép bản quyền, các bạn cần phải đi mua và sau đó phải có luật sư ký giấy tờ, rất là phiền phức. Nhưng mà các bạn thấy là nếu chúng ta có NFT trong những cái mảng đầu tư đó, thì giả sử như các bạn là một người mà muốn sử dụng đoạn phim đó trong cái phim tài liệu của các bạn, hay là các bạn muốn sử dụng cái đoạn phim đó trong cái video trong công ty của các bạn, thì bạn có thể là mua cái token đại diện cho cái video đó, và các bạn có thể dễ dàng chứng minh được là các bạn có thể sử dụng, tại vì các bạn có khóa cá nhân cho cái ví mà đang lưu trữ token đó. Nó sẽ đơn giản hơn là hiện bây giờ, cho nên tôi nghĩ là cái sự áp dụng sau này sẽ áp dụng nhiều vào trong những cái mảng như là những công ty lớn sẽ sử dụng để mà họ quản lý những tài sản trí tuệ của họ, cũng như là các bạn thấy được là NFT cũng thể sử dụng trong những cái ngành như là các bạn có thể là có passport, các bạn có thể là có những cái chứng từ cá nhân. Đương nhiên là mỗi token đại diện cho một chứng từ mà chỉ có bạn có mà thôi, cho nên người mà lưu trữ khóa cá nhân sẽ là người chứng minh được bản thân các bạn là người sở hữu của những chứng từ đó. Đây là những cái thông tin mình thường muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao? Thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Và ở cái phần cuối của video này, Thuận muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin chi tiết hơn về những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ThuanCapital. Trong đó chúng ta có những cái ưu đãi như là các bạn có thể đăng ký được những bonus cũng như được giảm cái phần trăm phí giao dịch. Các bạn thấy là một trong những sàn rất nổi tiếng đó chính là sàn Binance.com, hay còn gọi là Binance quốc tế. Đây là cái sàn Binance mà đã có từ năm 2017, và các bạn thấy là đây là một cái sàn mà chúng ta có thể nhận được 20% phí giao dịch spot giảm, hay là 10% phí giao dịch future giảm khi mà các bạn thông qua link của ThuanCapital. Các bạn có thể bấm vào một trong hai link này, link màu xanh dương hay là link màu vàng, thì các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy là kickback rate là 20%, nghĩa là các bạn sẽ được trả lại 20% khi mà giao dịch ở trên sàn Binance thông qua link của ThuanCapital. Thì các bạn có thể là bấm vào một trong hai link, các bạn đều có thể được hưởng cả hai, 20% phí giao dịch spot được giảm và 10% phí giao dịch future sẽ được giảm. Và nhiều bạn hỏi Thuận là giao dịch spot là dịch gì? Giao dịch spot là một cái giao dịch thông thường. Sàn Binance thì các bạn thấy được đây là một cái sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ US Trader. Nếu như các bạn là một người ở Hoa Kỳ thì các bạn cần phải sử dụng sàn Binance US. Bên dưới này cũng có link đăng ký, các bạn bấm vào. Còn về một sàn mà có hỗ trợ US Trader hiện tại, đó chính là sàn LMT. Đây là một cái sàn margin có chế độ copy trade, nghĩa là các bạn có thể copy lại những cái trader khác. Và hiện bây giờ cũng có những cái ưu đãi độc quyền đến từ LMT, như là các bạn có thể là nhận được bonus cho đến cái ngày là 26 tháng 2. Bonus có thể lên tới là hơn 400 đồng USDT, tùy theo là các bạn nạp vào bao nhiêu tiền vào sàn Demetri này. Những chi tiết sẽ nằm bên dưới. Và đương nhiên các bạn tham gia bất cứ một cái dịch vụ nào ở trên danh sách này, các bạn đều có thể bấm vào cái link màu xanh lá cây. Đây là cái link để các bạn có thể điền đơn vào nhóm nhận hỗ trợ. Đội ThuanCapital sẽ hỗ trợ các bạn về những cái thắc mắc liên quan đến sử dụng những cái dịch vụ này. Và các bạn thấy được là chúng ta có thể tham gia vào sàn margin nổi tiếng, sàn margin BIẾT. Hiện bây giờ thì các bạn tham gia thì cái phí giao dịch tháng đầu sẽ được giảm 10%. Sàn Coinbase, một sàn mà hiện bây giờ đã đang hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh, Úc và 27 quốc gia. Hiện bây giờ thì sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ Việt Nam. Đây là một cái sàn mà tôi nghĩ là ai cũng đã biết rồi. Các bạn có thể là tham gia thông qua link của ThuanCapital. Khi mà các bạn mua 100 đô crypto đầu tiên, các bạn sẽ được tặng 10% sau khi mà đã thành công mua 100 đô đầu tiên. Sàn Prime XPT hiện bây giờ có bonus 5% khi mà nạp tiền. Các bạn có thể là nhập cái mã Thuận C để nhận được bonus này. Các bạn có thể bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm. Hay là các bạn có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi. Đây là một cái ứng dụng lending có lãi. Các bạn có thể là gửi đồng Ethereum, Litecoin, Bitcoin và một số đồng khác vào trong cái ứng dụng BlockFi này và có thể nhận lãi hàng tháng. Và bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn gửi tiền vào BlockFi, tùy theo các bạn gửi là bao nhiêu.
bấm vào xem chi tiết. Đây là một ứng dụng mình thường đã xài rất là lâu rồi. Và đương nhiên CryptoQuant, đây là cái ứng dụng mà hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Nhưng mà nào mà tham gia thông minh của ThuanCapital thì có thể nhận được $30 credit lần đầu tiên khi mà các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng. Và bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm. Và đây là những thông tin mà Thuận mang đến cho các bạn liên quan đến những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của ThuanCapital. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.